Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây buổi sáng. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Cô giáo 72 tuổi bán vé số dạy học miễn phí cho trẻ em nghèo. Một tuần sau phân làn tại sân bay, ùn tắc đã giảm rõ rệt. Án tử hình cho cha dượng bạo hành con riêng của vợ đến chết. Kính thưa quý vị, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị câu chuyện thật đẹp về một cô giáo đã hơn 50 năm đứng trên bục giảng, miệt mài với công việc dạy học. Kể cả khi đã nghỉ hưu, mỗi ngày bà vẫn đi bán vé số để có kinh phí thắp sáng con chữ cho lớp học tình thương ban đêm. Hằng ngày thì tôi đi bán vé số. Cái một hôm đó thì có gặp hai ba em bé nhỏ nhỏ, tôi mới đến tôi hỏi. Và mấy em nói là con không có được đi học, thì ba mẹ con ở quê lên nó nghèo lắm. Nghĩ mình từng là giáo viên lại vẫn còn sức khỏe, bà ba xin vào dạy học miễn phí cho một lớp học tình thương. Cô thích rằng là cái tiền mình làm ra, mồ hôi của mình đem hỗ trợ cho các em. Việc này con rất là hạnh diện. Chứ cô không có mắc cỡ hay không có gì hết. Lớp học có khoảng 20 em học sinh, rải đều từ lớp 1 đến lớp 5. Bà ba thường đến sớm trước khi dậy để chuẩn bị bữa ăn do mạnh thường quân tài trợ cho các em. Người ta thấy cô là ta kêu, cô giáo, kêu bằng cô giáo đàng hoàng. Vô đây, con mua cho cô mấy tờ. Cô rất vui, cảm ơn. Không có ai kêu bà vậy. Không chỉ dạy học miễn phí, mỗi tháng cô giáo 72 tuổi này còn hỗ trợ mỗi em 5 kg gạo để gia đình tạo điều kiện cho các em đi học. Còn với các thầy cô tại vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, niềm vui trong ngày 20 tháng 11 có lẽ là nhìn thấy những lớp học này đã được xây dựng khang trang, đảm bảo cho việc dạy và học. Trường tiểu học xã Lơ Pang, huyện Mang Giang, tỉnh Gia Lai. Trước đây là những phòng học quây tôn trên nền đất đỏ. Sang năm học này, điểm trường đã được đầu tư xây mới khang trang. Mà bữa trước là tôi còn thắc lâu, mà phòng học rất là cũ. Mà bây giờ người ta đã đầu tư là phòng học mới, làm sân mới. Thì học sinh đi học rất là đều. Về giáo viên chúng tôi rất phấn khởi. Em rất là vui khi được có trường mới và bàn ghế mới. Các bạn của em cũng thường xuyên đi học hơn. Năm nay, trường tiểu học Lơ Pang cũng được đầu tư xây dựng tòa nhà 2 tầng với 8 phòng học mới. Từ nguồn kinh phí xã hội hóa, trường còn xây dựng thư viện, sân cầu lông, sân bóng chuyền. Thì khi có ngôi trường mới xây lên thì các em đi học rất là đều, các thầy cô rất là phấn khởi. Dù còn nhiều thiếu thốn, nhưng sự nỗ lực của chính quyền và đội ngũ giáo viên của tỉnh Gia Lai sẽ giúp công tác giáo dục tại địa phương ngày càng khởi sắc. Chuyển sang các thông tin khác, thưa quý vị, liên quan đến vụ sạt lở thủy điện Rào Trăng 3, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đến 14 giờ chiều qua, lực lượng cứu hộ đã thi công đào múc đất đến điểm cuối của dòng chảy nhân tạo. Khối lượng công việc đã hoàn thành, ước đạt khoảng 80%. Tính từ ngày 18 tháng 11 cho tới nay, thì các lực lượng đã đào nắng dòng suối mới sâu hơn 3 mét, rộng khoảng 5 mét và dài hơn 100 mét. Trong ngày, lực lượng khoảng 200 bộ đội, công an và công nhân của nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 tham gia tìm kiếm cứu nạn. Dự kiến trong ngày hôm nay thì lực lượng sẽ hoàn chỉnh việc nắn dòng chảy và phân thủy, tiến hành ngăn đập để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân ở dưới lòng suối Rào Trăng. Sau gần một tuần triển khai việc phân làn xe ô tô đón trả khách tại cao quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất, tình trạng dừng đỗ sai quy định, ùn tắc đã giảm rõ rệt. Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng việc phân làn này đã tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp vận tải đang hoạt động trong sân bay. Không còn tình trạng ùn tắc như trước, các xe đạp vào đưa đón khách, tuân thủ đúng làn đường theo sự hướng dẫn của lực lượng an ninh. Mà tránh ùn tắc sân bay thì cứ áp dụng thử nghiệm một thời gian đi rồi đánh giá ý kiến khách hàng. Theo quy định tại ga quốc nội, làn D nằm trong nhà xe dành cho taxi, xe kinh doanh vận tải. Riêng dịch vụ xe công nghệ phải chờ đón ở các tầng cao hơn và đóng thêm 25.000 đồng phí ra vào. Theo các chuyên gia, việc này là hợp lý bởi các hãng taxi đều đã ký hợp đồng kinh doanh vận tải với sân bay. Các hãng taxi công nghệ tự do ra vào mà không phải chịu bất kỳ một cái chi phí nào đó thì nó sẽ tạo ra một cái sự cạnh tranh không lành mạnh. Khi xây dựng phương án hoặc là triển khai phương án thì nó sẽ còn có một số những hạn chế nhất định thì chúng tôi sẽ rà soát và bổ sung kịp thời. Bình đẳng trong kinh doanh vận tải ở sân bay Tân Sơn Nhất là điều mà các hãng xe công nghệ cần hợp tác vì mục tiêu phục vụ cho khách hàng và giảm ùn tắc trong sân bay. Bên cạnh đó, sân bay cũng cần bổ sung thêm hệ thống thang máy ở nhà xe để hành khách tiện di chuyển.
Sau thời gian dài phải đóng cửa hoặc hoạt động cầm chừng do dịch bệnh COVID-19 và mưa bão, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng giờ đây đang tung ra các chương trình ưu đãi kích cầu để thu hút khách du lịch trở lại. Trong tầm giá 2 triệu, du khách từ hai đầu Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh đã có một chuyến du lịch Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm trọn gói, bao gồm cả vé máy bay khứ hồi. Một cái combo bao gồm vé máy bay và lưu trú 2 đêm khách sạn 5 sao, có một bữa ăn thì giá nó chỉ tầm là 1.990.000 một khách. Khách du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, tập huấn, khách địa phương và các tỉnh thành lân cận cũng là trọng tâm trong chương trình kích cầu cuối năm của Đà Nẵng. Vừa là có được cái mức giá hết sức phải chăng, cái chất lượng phục vụ đảm bảo, vừa là rất an toàn khi mà chúng tôi triển khai đồng bộ cái bộ tiêu chí an toàn du khách, phòng chống dịch khi đến Đà Nẵng. Ngành du lịch Đà Nẵng sẽ tập trung nhiều hơn vào cái việc giới thiệu các cái sản phẩm du lịch của ba địa phương theo đúng cái chủ đề là ba địa phương một điểm đến và nhiều trải nghiệm. Đà Nẵng sẽ công bố chương trình kích cầu du lịch cuối năm vào ngày 25 tháng 11 tới với hàng loạt sản phẩm mới đặc sắc cho du khách. Tiếp theo, tuyên án nhóm người nước ngoài giả danh công an lừa gần 11 tỷ đồng. Bắt nhiều vụ mua bán vận chuyển pháo lậu dịp cuối năm. Người cha dượng bạo hành con riêng của vợ đến chết đã bị tòa tuyên án tử hình. Mẹ cháu bé lãnh án tù chung thân. Cả hai bị cáo ngoài tội giết người còn bị xét xử vì hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Phiên tòa xét xử diễn ra trong 2 ngày. Đến chiều hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra bản án cho Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thị Lan Anh. Hai kẻ đã bạo hành cháu bé 3 tuổi là con riêng của Lan Anh khiến cháu tử vong. Theo điều tra, hai bị cáo thuê trọ tại ngõ 46 phố Phạm Ngọc Thạch và cất giấu ma túy đá trong nhà để dùng dần. Ngày 29 tháng 3, thấy cháu bé không nghe lời, hai vợ chồng đã liên tục thay nhau bạo hành cháu bé. Đến hôm sau, nạn nhân sốt cao, khó thở và liệm dần, hai bị cáo mới gọi cấp cứu. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quyền được sống của con người, gây bức xúc trong dư luận xã hội, do vậy cần có hình phạt nghiêm khắc. Hôm qua, Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bắt giữ Huỳnh Lực, sinh năm 1995, thường trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy. Do nợ nần, Lực lên mạng xã hội tìm kiếm người bán thẻ cào, rồi gọi điện hỏi mua. Đối tượng tạo giao diện giả để xác thực thông tin mua bán. Khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản thì xóa hết dấu vết và chặn liên lạc. Từ cuối năm 2019 đến khi bị bắt, Lực đã thực hiện 20 vụ lừa đảo với cùng thủ đoạn, lừa nhiều nạn nhân ở nhiều tỉnh thành, tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Một tụ điểm đá gà ăn tiền ở Bến Tre đã bị công an đột kích bắt quả tang, 28 đối tượng bị tạm giữ để điều tra. Chiều ngày 18 tháng 11, Công an huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bến Tre bắt quả tang tụ điểm đá gà tại phần đất của nhà ông Nguyễn Văn Lộ, sinh năm 1972, ngụ xã An Thới. Thấy công an, nhiều đối tượng hoảng hốt bỏ chạy. Tuy nhiên, lực lượng đã kịp thời bắt giữ 28 đối tượng có liên quan, tạm giữ tang vật tại hiện trường gồm 9 con gà đá, 43 xe máy, 24 điện thoại di động cùng số tiền hơn 146 triệu đồng. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng. Gần đến Tết Nguyên đán, tình hình mua bán vận chuyển pháo lậu càng diễn biến phức tạp. Chiều hôm qua, Công an huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước đã bắt quả tang Ngô Tùng Lâm, 16 tuổi, đang vận chuyển trái phép hơn 23 kg pháo. Lâm khai nhận có quen biết và vận chuyển hàng cho một người đàn ông tên Duy. Sáng 19 tháng 11, Lâm điều khiển xe máy đến khu vực xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, chạy vào tuyến đường giáp biên giới Campuchia để nhận 20 hộp pháo hoa từ một người Campuchia. Trên đường về, Lâm bị công an bắt giữ. Trước đó ngày 13 tháng 11, Công an huyện Bù Đốp cũng phát hiện trên ô tô của tài xế Nguyễn Văn Đạo, 45 tuổi, trên đường từ Bù Đốp về thành phố Hồ Chí Minh, chở 41,8 kg pháo. Các phương tiện và tang vật đã bị niêm phong để tiếp tục làm rõ xử lý. Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ FDA đã cấp phép lưu hành bộ xét nghiệm COVID-19 đầu tiên dùng tại nhà. Thiết bị sẽ cho kết quả chỉ sau 30 phút. Bộ xét nghiệm COVID-19 dùng một lần do Lucira Health phát triển được cấp phép sử dụng tại nhà trong các trường hợp khẩn cấp. Những người từ 14 tuổi trở lên và nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 có thể tự lấy mẫu dịch phẩm mũi để xét nghiệm. Trong khi đó, nhiều hãng hàng không đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để vận chuyển vaccine COVID-19 sau khi vaccine của các hãng dược phẩm Pfizer và Moderna cho kết quả thử nghiệm đầy tích cực. Loại hàng hóa đặc biệt này yêu cầu nhiệt độ bảo quản rất thấp, từ âm 70 độ C đến âm 20 độ C.
Để đảm bảo nhiệt độ bảo quản vaccine, các hãng hàng không hiện xem xét nhiều phương án khác nhau, từ việc trang bị một tủ cấp đông cỡ lớn cho đến hộp chứa với nhiều lớp nitơ lỏng giữ lạnh. Trước mắt, Korean Air đã ký hợp đồng mua container có sẵn hệ thống kiểm soát nhiệt độ với 5 công ty, trong khi Air France cho biết sẽ sử dụng các thùng có sức chứa lên tới 5.000 liều vaccine và giữ lạnh bằng đá khô. Saffron tức nhụy hoa nghệ Tây là một trong những loại gia vị đắt tiền còn được gọi là vàng đỏ. Thế nhưng những năm gần đây do biến đổi khí hậu, sản lượng vàng đỏ của vùng Kashmir, Ấn Độ đã giảm sút. Các nhà khoa học đang nỗ lực cứu vãn tình hình bằng cách ứng dụng công nghệ cao. Chính quyền Kashmir và các chuyên gia đã khánh thành trung tâm trồng saffron công nghệ cao. Tại đây, những người nông dân trải qua toàn bộ quy trình sản xuất saffron trong khuôn viên khép kín, từ việc tách nhụy hoa, sấy khô, đóng gói đến thử nghiệm chất lượng. Trong đó, nhiều công đoạn sử dụng công nghệ với mục tiêu cải thiện cả số lượng và chất lượng. Các nông dân nói rằng họ thấy saffron có màu đẹp hơn. Saffron của vùng Kashmir có chất lượng và giá thành cao hơn hẳn so với loại saffron đến từ Iran được sử dụng rộng rãi. Mỗi kg nhụy hoa nghệ Tây có thể bán với giá từ 60 triệu đến hơn 80 triệu đồng. Ở tuổi 53, Philip Tracy, người Ireland từng chế tác nón cho nữ hoàng Anh, được tạp chí Vogue đánh giá là người làm nón vĩ đại nhất còn sống. Ông đã đến Nga để tổ chức triển lãm tại Saint Petersburg mặc cho đại dịch đang hoành hành. Nhà thiết kế giải thích đây là thời điểm mà người ta thực sự cần thứ gì đó vui vẻ và bớt lo nghĩ đến những gì đang xảy ra trên thế giới. Triển lãm của ông diễn ra tại Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Errata, nơi cũng đang ăn mừng 10 năm thành lập. Những chiếc nón là biểu tượng của sự thanh lịch và cái đẹp, cũng như Saint Petersburg. Tôi muốn nói rằng đây là thành phố thanh lịch nhất và đẹp nhất. Trong số 46 chiếc nón được trưng bày, có những tác phẩm được tạo ra cho bộ sưu tập của nhà thiết kế thời trang Alexander McQueen hay cho các video ca nhạc của Lady Gaga. Tracy còn hài hước, chẳng ai biết tương lai ra sao, nhưng chừng nào còn có cái đầu thì người ta vẫn sẽ đội nón. Hôm qua tại cảng Sevilla của Tây Ban Nha, nhà hàng hải nổi tiếng Jamie Connell đã ra khơi trên chiếc thuyền Encano 500, hành động để kỷ niệm 500 năm chuyến du hành đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển của Ferdinand Magellan và Juan Sebastian Elcano. Trong quá khứ, Connell từng hoàn thành chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên của mình từ năm 1975 đến 1981. Sau này, khi trở lại một số địa điểm mình đã đi qua, ông cho biết mình đã bị sốc khi chứng kiến sự tàn phá do biến đổi khí hậu gây ra, khiến ông thật sự quan tâm đến các vấn đề về môi trường. Chính vì vậy, chiếc Encano 500 của ông trong chuyến đi lần này sẽ hoàn toàn chạy bằng điện, lấy từ những tấm pin năng lượng mặt trời. Tôi muốn lặp lại hành trình của Magellan và Encano, nhưng tôi cũng muốn bảo vệ môi trường. Chiếc thuyền này hoàn toàn không phát thải carbon. Theo dự kiến, hành trình của Connell cùng chiếc Encano 500 sẽ kéo dài từ 8 đến 9 tháng, vượt qua quãng đường khoảng 30.000 hải lý. Thông tin cập nhật, thưa quý vị, tối hôm qua, Công an thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ một nam công nhân rơi tầng cao chung cư tử vong. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đức, 33 tuổi, quê Phú Yên. Vào buổi chiều, anh Đức cùng một người khác tới thi công thiết bị phòng cháy chữa cháy cho chung cư đang xây trên đường Tân Lập, phường Đông Hòa, thành phố Dị An. Khi đang làm việc ở khu vực hầm thang máy trên tầng 13, thì bất ngờ anh Đức bị trượt chân và rơi thẳng xuống hầm giữ xe. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Công an đã lấy lời khai các nhân chứng và tiếp tục làm rõ vụ việc. Khuya hôm qua, hàng chục xe máy đang dừng chờ qua đường đã bị một chiếc ô tô lao tới hút văng, làm nhiều người bị thương. Khoảng 21 giờ 15 phút, chiếc ô tô 7 chỗ biển số 51H42061 chạy trên quốc lộ 1K hướng từ Bình Dương về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến ngã ba Chùa Cao Đài, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thì lao qua làn đường ngược chiều, tông vào 10 chiếc xe máy. Nhiều người bị hất văng, bị thương, nằm la liệt. Công an quận Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân. Vụ việc làm giao thông trên quốc lộ 1K ùn tắc nghiêm trọng. Chương trình 60 giây sáng nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.